xúc luôn bạn ạ. Nhà có vườn xúc. Nhà rộng như thế cho đẹp, nhà chật quá. Không bê lên được. Đây. Thôi, mưa xúc vậy thật. Mưa gió quá nhỉ. Mưa gió, phiên chợ mưa gió quá. Xin phép bác tí nhỉ. Tự nhiên. Cây của mình hả bác? Cây này nhiều tiền không bác? 3 triệu. 3 triệu, một cây này 6 à? Đúng nhỉ. Mua để lại cho mà lại còn mua 2 triệu rưỡi. Ui giời ơi, mua 2 cây. Hai à, lại là 2 cây rồi. Cây gì nhỉ? 2 cây cây xe quê đấy, có gì nhỉ? Cây xe quê. Mấy cây lòng 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 dài vậy thôi. Chuyên đi săn cây đây. Đấy, cái này đây đúng sở trường. À, nhìn nó đọc ra chương trình chưa đúng lắm. Chưa lắm. Không phải, ý là chưa đúng như mình lắm. Múc đi bác. Đấy, nghe vợ chồng là lắm rồi. Lúc này đi một cây thôi. Chặt cho thấp. Chặt cho thấp. Ông này là được rồi, lá mai cho nó to. Đây là nghệ nhân chính đây đúng không? Cái này đúng ra chơi, nếu mà mua cắt từ đây. Cắt từ ngọn đây. Đó mới là hợp lý, cây đơ ra. Bình đấy. Chả đơ, người cứ cứng đơ ra. Đây này. Người thì thích cứng mà cây thì thích mềm à. Quá thì nó bắt đầu cái dáng đẹp. Ai bảo. Không, cây này đúng rồi cho chỉ cắt cái đấy là lên mặt rồi. Múc về cắt thôi. Cắt này bao tiền, cây 3 triệu. Cây 3 triệu. 60 triệu. Đây chỉ cho cây bé thôi, không cho cây to. Cái này là thuộc loại to rồi đúng không? Bao nhiêu mà. Đấy cái này đang ngay em. 25 triệu rồi. 60 triệu là 6 triệu. Thế mình chắc vườn rộng lắm nhỉ? Còn vườn thì ở địa chỉ nào mà em xin phép lên tí? Đây đây. Kiểu già. 25 triệu. Đẹp phải tiền nhiều gì đâu. Múc đi thôi. Đẹp phải nhiều kìa. Đẹp phải nhiều. Cả chợ có mỗi cây này thôi. Tí nữa sẽ quay ghi cây này. Đi một loạt này đấy. Mua cây để đâu hết rồi? Kia, của ông nhà chúng ta quay hậu anh. À rồi. Kinh quá. Hai vợ chồng hôm nào cũng đi mua. Đấy, hai vợ chồng. Ông bảo ông nhà ông ở đâu quên mất. Mua 2 cây bằng máu. Báo là tôi là quyền. Báo là không phải chơi. Báo rồi. Không thay đổi được báo rồi. Đây báo được. Báo là phải chơi. 25 triệu. Ra quay cái 25 triệu này. Đây. Đấy. Ông đang quảng cáo có cây chuối đẹp lắm. Nhà này có cây dâu, có quả, cái dâu có dâu nhỉ? Cái dâu mình. Mình mua về. Nói ra nếu mà mua các cây hoa hay là mua cây xanh năm, các cây xanh này lúc nào bà chị ơi. Chơi bền hơn mà thứ hai là nó chuyên gia kinh tế đi theo rồi. Cây hoa. Có bạn cứ thích cái cây ở trên kia thì đây cũng mua. Mai chị thủy. Chuyên hàng miền Bắc. Đây chỉ biết dòng xanh thôi, xanh nó bền, thứ hai là chơi nó thoải mái đâu. Xanh là đẹp rồi. Đây là cây xanh là an toàn nhất. Trồng hay thích hoa, hoa nhiều cây nhiều tiền nhưng mà bất cứ mai gì phải làm chuyện. Không mua, không hoa hết. Hoa thì có mua cây hoa hồng. Không cần cho lấy được. Đó mà. Rồi, quay lại và cứ bảo cái này thì sẽ về phân tích lại sau nhưng mà nói chung là được cái bắt mắt thôi. Rồi. Cái con đấy thì nó cũng bình thường thôi. Để đi vòng mặt trước, mặt sau đấy. Mặt trước thì nó ổn hơn. Thôi à?
cây hương nhá. Trông à. Quay cây đi. Vâng, bây giờ bắt đầu ra đây. Đi đi, em đi xem cái mai cao rồi. Cao tầm chắc tầm gần 30 phân. Đây, bắt chuẩn ở đây. Bắt mắt thôi nhưng mà. Tây cành đẹp. Giá rổ một phần thôi nhưng ý là đấy đằng này trên kia anh xem rồi đằng trên. Nó lửa anh mắt nhiều. Anh lên đằng trên kia chưa? À, anh lên đằng khu đằng trên kia đi. À, có vừa ra. Có nhiều cây không? Vẫn như bên trước. Em đã ra đấy chưa? Có vừa ra đấy rồi. Nhiều cây không? Ít, này ít. Nhiều cây nhưng mà ít cây đẹp. Nhà mình ở chỗ nào nhỉ? Quên mất rồi. Đây là có vừa nãy đi qua đây. Vừa nãy đi qua đây rồi. Vừa nãy đi qua nhìn thấy bác mua đấy rồi. Chốt được không thể chốt được, nó đang bị đấy rêu phong, tiền mua đâu chứ được tuổi già đấy. Cán bộ được bán những cái cục này à? Ngay giờ mới nhiều tiền thế này, bể bãi ghê chưa. Trước có mang gì? Mấy giờ rồi? Vừa, 9 giờ đến nơi rồi. Này mang cái này đi ạ? Không. À, cây của anh Bethlehem nhỉ. Vừa vàng. Vàng óng. Nhiều tiền không anh? Tương đối nhiều tiền. Cho anh em xin cái giá được không anh? Khoảng 9 triệu. 9 triệu. 9 triệu. Hả? Anh Nam Điền. À, vàng óng. Cầu kỳ nhỉ. Chưa chốt rồi, còn chờ rồi. Hay nhỉ, cứ bệt dính rồi nhỉ. Như vào một phẳng luôn. Xếp phẳng. Mèo vàng, chó vàng đúng không? Đúng như con thú. Đây à, nên mang mấy cái này đi bác. Mai chú Thủy. Cái này được phết chứ nhỉ. Mai được phết. Cái mai này bao tiền ạ? 2 triệu. Nhóm nhóc được. Nhóm nhóc tốt. Vừa lắm.
là ngày ngày thứ bảy đi làm. Ra khỏi cây. Qua cây đấy đi.